Chào tất cả anh em. Có cắt tóc tâm sáng tattoo đây các bạn chú ý nhé. Đây chính là vị trí quán của mình nhé. Ở dọc ba cái cửa hàng kiosk mới xây này chính là quán của mình. Đây nhà mình thì sát nhà Vinh Thơi luôn. Các bạn đi tới nhà gần nhà Vinh, anh Vinh Thơi, chú Vinh Thơi ấy, thì các bạn sẽ logo tâm sáng tattoo này và một bức an. Mình đi xin ở Văn Miếu Quốc Tử Giám vào năm ngoái. Tâm an vạn sự an. Phía trên này thì có chữ tâm sáng tattoo. Còn phía trong này thì là phòng ở của mình. Đây là kệ mình để mực, cái này máy tính, chỗ thiết kế để cho làm cho anh em. Đó. Và không gian thì mình một mình làm ấy. Thì mai là ngày mà mình làm rồi thì các bạn nhớ theo dõi nhé và ủng hộ mình. Các bạn xăm hình thì đặt lịch mình qua Facebook Tâm Sáng hoặc là số điện thoại là 0789115666. Đó là số điện thoại của mình và cũng là Zalo của mình. Các bạn chú ý và các bạn có thắc mắc hoặc là các bạn có vấn đề gì muốn hỏi hoặc là tư vấn hình xăm hoặc là xỏ khuyên thì các bạn nhớ Xbox cho mình nhá. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.